mến chào tất cả quý vị đang theo dõi video clip chiều hôm nay trực tiếp trên kênh youtube dòng đời tv của mình à, xin kính chúc quý vị một buổi chiều thật nhiều sức khỏe làm việc thật hiệu quả nha Ở trong bản tin ngày hôm nay có những cái thông tin cực kỳ vui luôn quý vị <laughs> mình xin khẳng định với quý vị là toàn là những cái thông tin vui không nhưng mà đầu tiên không phải là câu chuyện của chị đây mà đó là câu chuyện của uh, anh hai bóng bàn thơ có thể nói là uh, sau khi mà cầu đồng mạng đã lên tiếng có thể nói là rất là gây gắt và quyết liệt khi mà đồng loạt các nghệ sĩ lớn các cái show chương trình lớn đều tẩy chay cái anh hai bóng này thì cuối cùng cuối cùng thì à, cái chương trình chuông vàng dòng cổ đã à, đã phải nói là tước cái à, danh hiệu cái à, cái vị trí là ban giám khảo của anh hai bóng các vị đó thì mới đây nhất trên báo người lao động vừa đăng cái thông tin nghệ sĩ ưu tú hai bóng rút khỏi ban giám khảo cuộc thi chuông vàng dùng cổ 2024, ở ban tổ chức cuộc thi chuông vàng dùng cổ lần thứ 9 năm 2024 cho biết sau buổi phát sóng đã ghi hình trước vòng tuyển chọn vào chủ nhật 25 tháng 8, ban tổ chức sẽ mời một nghệ sĩ khác tham gia đồng hành với cuộc thi. ban tổ chức cuộc thi chuông vàng dòng cổ sau khi những thông tin liên quan đến nghệ sĩ ưu tú hai bóng được dư luận quan tâm ban giám khảo đã có buổi làm việc với nghệ sĩ này và thống nhất là anh Hai Bóng đã rút khỏi ban giám khảo vòng tuyển chọn của cuộc thi. Đó mọi người thấy ông sức mạnh của uh, cái uh, cộng đồng mạng rất là ghê gớm đúng không quý vị. Trước cân sóng dư luận của chung quanh, các sự kiện liên quan, nghệ sĩ ưu tú Hai Bóng đã chia sẻ trên trang cá nhân. Giám khảo chung gia dùng cổ có gì vui, mời cả nhà đón xem lịch phát sóng. Có thể thấy là uh, nghệ sĩ này đã giữ được tâm trạng khá là vui vẻ và thoải mái. Nam nghệ sĩ dường như không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào trên mạng ban giám khảo uh, chuông vàng dòng cổ 2024 vòng tuyển chọn là thanh hằng phượng loan và anh hai bóng của chúng ta sẽ trở thành huấn luyện viên hướng dẫn các thí sinh tham gia đó thì uh, thực sự là rất là cảm ơn cái ban giám khảo thi chuông vàng dòng cổ khi mà đã lắng nghe ý kiến của khán giả và quyết định đưa anh này ra khỏi thành phần của ban giám khảo một người mà không đủ tầm thì không thể là uh, xứng đáng là ban tổ chức của uh, cuộc thi một cái cuộc thi rất là lớn về uh, cải lương đúng không quý vị và trên cái hồi nhóm người ta cũng đã nói là đã đến lúc khán giả chúng ta thực thi quyền lực tối thượng của công chúng và khán giả đó là quyền tẩy chay buộc người nổi tiếng người của công chúng phải học cách tôn trọng khán giả trên không gian mạng đó mọi người thấy không sức mạnh của cộng đồng mạng nó rất là mãnh liệt đó thực sự là, là là cái anh nghệ sĩ này ảnh tưởng ảnh là một nghệ sĩ lớn ảnh muốn phát ngôn gì ảnh nói hay là ảnh muốn làm gì ảnh làm đó nhưng mà mọi người thấy không để rồi bây giờ nhận cái cách đắng là cái sự lên án tẩy chay của khán giả rất là khủng khiếp ngay cả nước ngoài ở bên đài loan và hàn quốc những cái fan đó cũng yêu cầu hủy vé những cái show mà có ở sự tham gia của anh nghệ sĩ này thực sự là cái ngày tàn của anh đã tới rồi quý vị ngay từ trên thông tin của báo người lao động đưa tin thì cái thông tin nó chính xác 100% quý vị và cũng có một cái bài viết cũng khá là liên quan khi mà đài truyền hình thành phố hồ chí minh htv nói gì sau khi mà anh nghệ sĩ này đã rút khỏi và phát ngôn của ban giám đốc đài truyền hình và ban tổ chức cuộc thi chia sẻ là những ngày qua thì chúng tôi đã biết thông tin trên mạng xôn xao những lùm xùm đến ban giám khảo cuộc thi đó là ông nghệ sĩ uh, hai bóng đó quý vị, đó thì ông nói là hiện tại chúng tôi hiện tại là chúng tôi đã làm việc với uh, nghệ sĩ uh, ưu tú hai bóng và nam nghệ sĩ chỉ tham gia bốn số phát sóng vòng sơ khảo, những số tiếp theo chúng tôi đã có cái hoạch riêng và chính xác là thực sự là gọi người ta nói 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 tránh nói né đó quý vị thực sự là anh ta đã bị loại khỏi ban giám khảo nhưng mà ban tổ chức người ta cũng dùng cái lời lẽ cho nó nó nhẹ nhàng, nhàng hơn Và quan trọng là cái điều là 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 nó đã bị tẩy chay thực sự là một con người một nghệ sĩ không đủ nhân cách không đủ cái tâm cái tầm để mà chấm điểm cho các thí sinh đó thực sự là trước đó thì cái ngân hàng mà tài trợ cho cuộc thi này cũng đã lên tiếng thật sự rất là bức xúc nếu như không đưa các anh nghệ sĩ này ra khỏi cái dàn ba giám khảo thì chúng tôi xin rút khỏi cả cái chương trình này vì không có khán giả không có khán giả thì chúng tôi tài trợ làm cái gì chúng tôi đâu có được lợi lộc gì từ cái chương trình này đâu đó là một cái thông tin tôi nói là rất nóng trong buổi trưa ngày hôm nay luôn à, những cái thông tin mà mình nghĩ là rất nhiều khán giả cảm thấy rất là vui à, cũng trên các hội nhóm thì chúng ta cũng có một cái bài viết như thế này Mấy anh chị em nào mà quay xe với Hồng Loan có nhận tiền của anh Bóng Vơn và con Le Le Thì nhớ làm bằng chứng, làm tiền tiếp nha Nói nhiều tiền lắm Đó, những cái bài liên tục ạ, về cặp vợ chồng này Và thực sự là không biết là con bông hậu nó có nó tìm đường bỏ trốn rồi nó sẽ... À, coi như là đường ai nó đi luôn không quý vị. Quý vị à, thần, à, có suy nghĩ cái điều đó không? Quý vị mà có à, bất cứ một cái à, suy nghĩ gì thì chúng ta có thể comment phía dưới nè. Chúng ta để chúng ta cùng tương tác với nhau nha. À, thực sự thì à, nó đã tới ngày tàn quý vị. Sau khi mà các show các nghệ sĩ lớn tẩy chay thì bây giờ ngay cả cái ban giám khảo của chuông vàng dụng cụ đã lên tiếng. Và anh ta coi như là bây giờ là cái sự nghiệp của điêu tàn. Nó cũng à, rơi vào hoàn cảnh khá giống với lại cô cháu gái đó quý vị đó thực sự là sức mạnh của cộng đồng mạng rất là ghê gớm đúng không? đó thì <laughs> trên các hội nhóm người ta cũng chia sẻ một cái thông tin mà mình nghĩ cũng rất là nhiều người quan tâm như vậy à, ve đang vui vì cộng đồng mạng giờ đã quên vụ sau kia à, nhiều người còn lên chia sẻ cái quan điểm của mình à, cộng đồng mạng quên nhưng luật sư tuyết ngọc và chị hồng loan sẽ không bao giờ quên đâu đó thì có thể nói thời gian ở gần đây những cái câu chuyện của cặp vợ chồng hai bóng cũng chiếm spotlight khá là nhiều cùng với sự gọi như là mất tích của chị ni đi thì cũng đang nhận được sự quan tâm nhưng mà cộng đồng mạng quên nhưng mà luật sư và chị hồng loan cũng quên đâu mọi người nên nhớ à, luật sư thiết ngọc vẫn thường xuyên đánh xe ô tô tới nhà chị hồng loan để có những cái cuộc gặp gỡ trao đổi về cái công cái câu chuyện mà giấy tờ rồi hồ sơ pháp lý để chuẩn bị ra tòa trong tháng 9 và rõ ràng là cái câu ngoài cái câu chuyện mà ở căn nhà số 5 thì cái câu chuyện sau kê là yêu cầu bên phía ve phải làm rõ như quý đó nhiều người còn nói là uh, bà bà cô xích bà tự tin khẳng định khẳng, khẳng định rằng là nếu mà chị này không về thì bà sẽ giành chiến thắng trong cái câu chuyện uh, câu chuyện giành nhà cho nhờ đó là một câu chuyện thực sự khá là phi lý và khá là vô lý đúng không vậy mọi người nên nhớ nha cái câu chuyện của chị ni tại malai và cái câu chuyện mà uh, tranh giành nhà cho nhờ là hai câu chuyện hoàn toàn khác nha ở đây chúng ta yêu mến chúng ta lo lắng cho chị hồng ni và mong là chỉ bình an vô sự thôi thực, sự là hai cái câu chuyện này nó hoàn toàn khác nhau và ngoài chuyện này ra thì hiện tại ở việt nam vẫn còn linh tý bích trâm chị ba bình tinh hay là má tư cùng với luật sư tiết ngọc thì sẽ hỗ trợ cho chị hồng loan trong cái câu chuyện mà pháp lý cũng như là ra tòa đó bả nằm mơ giữa ban ngày đi đó là một cái câu chuyện mà bả tự suy diễn ra thôi chứ còn thực sự là cái cái câu chuyện nó cũng sắp tới hồi kết rồi. cái phần thắng nó nghiêng về chị hồng loan thì gọi như là chín mươi chín phẩy chín phần trăm Bây giờ tụi nó là gọi như là không còn gì để nói cả Không có một cái lý lẽ gì để nói Rồi suốt ngày trước đó là nói vụ ADN, này, giấy khai sinh này kia Nhưng mà thật sự là bây giờ với giấy tờ pháp lý là chị Hồng Loan đã ở đầy đủ Và chị Hồng Loan có quyền tự tin để làm chủ căn nhà số 5 Và có thể nói là tiếp tục uh, uh, nuôi con với như là lo cho uh, gia đình Và cùng với... Uh, để tiếp tục hỗ trợ cho bùm bùm cũng như thành mỹ hiện tại không đang ở căn nhà số 5 còn họ phải làm sáng tổ chuyện sau kê một cái câu chuyện mà hơn một năm nay chúng ta nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần rồi họ cứ hết lần này rồi tới lần kia kiếm chuyện này kiếm chuyện kia để khiến cho cộng đồng mạng là quên uh, đi có chuyện sau kê có thể nói là nó hả hê vì nó nghĩ là thời gian gần đây là mọi người chỉ quan tâm tới câu chuyện của vợ chồng hay bóng hay là chị ni mà không nghĩ là chuyện sau kê là mọi người đã quên rồi nhưng mà luật sư và chị Hồng Loan vẫn đang làm việc nha mọi người. Còn cái câu chuyện của chị Nay thì tối hôm qua trong một cái phiên livestream khá là mới thì đứa em họ của chị Nay đã có một cái đoạn chia sẻ khá là dài luôn quý vị. Quý vị có thể à, lên kênh của mình và nghe ở những video trước nha. À, thì đứa em họ này của chị Nay đã chia sẻ những cái thông tin mới của chị Nay hiện tại tại Malai. Không có cái câu chuyện mà chị Nay bị tóm và cái con tiền xăm trổ nó cũng là một cái tay thế nói là rất là ghê gớm nó lừa lọc người việt ở bên đó rồi nó ghen ăn tức ở với chị Nay để rồi vướng nó bị thằng thám tử nó dụ vào cái drama này và bây giờ nó đã tìm cách xóa tất cả những cái hình ảnh bằng chứng của chị Nay. tuy nhiên là nó có xóa 100 lần thì cũng không thể thoát được ha tất cả những cái những cái bài đăng những cái sự vu khống bị đặt của nó xúc phạm đến danh dự cá nhân của chị Nay thì đã bị sao lưu và người đợi đó đi sau khi mà chị Ni xuất hiện về Việt Nam thì sẽ ôm một đống hồ sơ để mời con Tuyền thằng thám tử uh, lên uh, trên phường để uống uh, trà bông giáo và không chỉ chị đây xuất hiện thì bên phía mẹ con của cô xích cũng như là chồng hai bóng la la cũng cảm thấy rất là lo sợ đó thì trong buổi tin buổi trưa ngày hôm nay xin cập nhật một số thông tin khá là nóng nha Rồi có những cái thông tin tức gì mới thì mình sẽ up video ngay Rồi đến quý vị nha xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo